À, bây giờ thì chúng ta sẽ trao đổi tiếp một số cái nội dung mới như sau. Đầu tiên là các cái lệnh liên quan tới tô. Tại vì là hôm nay chúng ta đã đề cập tới tô, hôm trước thì chúng ta đã giới thiệu một chút rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ nói tiếp tới cái phần đó. Thì tô là cái thao tác tô màu cho các cái vùng điểm ảnh trên cái bức ảnh của chúng ta. Và hôm trước thì chúng ta đã giới thiệu nó nằm ở trong menu edit, lệnh tên là fill, và nếu như các bạn mà gọi nó bằng phím tắt thì nó sẽ là shift F5. Khi chúng ta nhấn lệnh shift F5 sẽ có một hộp thoại được mở ra. Ở đây thì có một cái tùy chọn ở phần content để cho các bạn chọn là chúng ta sẽ tô cái gì. Sổ danh sách ra, các bạn sẽ thấy có 9 đề mục ở trong này tất cả để cho các bạn lựa chọn, bao gồm foreground color, background color, color, content away, button, history, black 50% gray và white. Trong đó thì trước hết chúng ta nhìn thấy là 9 lệnh nhưng mà chỉ có 8 lệnh là màu sẫm thôi. Còn lại là có một lệnh là content away là màu xám, tức là nó không khả dụng. Tạm thời chúng ta sẽ đề cập tới ba cái lệnh ở nhóm trên và ba lệnh ở nhóm dưới trước, tại vì nó tương đối đơn giản. Nhưng trước khi mà chúng ta nói về ba cái lệnh này thì chúng ta sẽ lại phải giải thích hai cái thuật ngữ foreground color và background color nó là cái gì đã. Ở trên hộp thoại, trên hộp công cụ của chúng ta thì các bạn nhìn thấy là nó có hai cái ô màu ở đây, một ô nằm phía trên và một ô nằm phía dưới. Hai ô này chính là hai ô gọi là foreground color và background color. Về mặt nguyên tắc thì foreground color sẽ được sử dụng nhiều hơn. Hầu hết các công cụ và các lệnh khi mà làm việc đều sử dụng mặc định là lấy màu trong ô foreground color. Foreground color thì chúng ta gọi nó là theo tiếng Anh, còn là dịch ra thì chúng ta gọi nó là màu tiền cảnh. Background color thì chúng ta gọi nó là màu hậu cảnh. Mặc định nếu như lần đầu tiên mà các bạn mở chương trình ra thì các bạn sẽ có cái màu tiền cảnh là màu đen và màu hậu cảnh là màu trắng, giống như là mực đen viết trên giấy trắng. Hiện tại thì do chúng ta đã làm việc rồi và cái sự lựa chọn của chúng ta nó đã thay đổi màu trong này. Tuy nhiên muốn thiết lập sang một màu khác thì các bạn có thể bấm trực tiếp vào trong cái ô màu mà các bạn muốn, thì sẽ có một cái hộp thoại gọi là Color Picker. Tất nhiên ở đây nó cũng còn kèm theo cái đóng mở ngoặc để giải thích đây là Color Picker dành cho ô màu nào, thì đây là dành cho ô màu foreground. Các bạn muốn chọn màu nào thì các bạn có mấy cách như sau. Một là các bạn có thể di chuột và kích chuột vào cái khu vực mà các bạn mong muốn thì nó sẽ lấy màu và nó làm sao ạ, xác nhận màu cho chúng ta, nhấp OK thì nó sẽ đưa màu vào trong cái ô này để cho chúng ta dùng. Quan sát ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy new và current. Current là cái ô hiện tại đang là màu gì, còn new là cái màu mới mà chúng ta vừa mới chọn. Đấy, thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta thấy. Sau khi xác nhận được rồi thì OK, này màu nó sẽ cập nhật lên đây. Ngoài ra thì chúng ta còn có các cái cách thức là làm bằng tham số. Tham số là chúng ta thay vì là chọn lựa màu bằng cách là bấm vào và quan sát màu ở đây thì chúng ta sẽ điền các tham số màu vào trong những cái ô này. Cái cách này thì thường sử dụng khi mà chúng ta làm việc với lại các cái bài hướng dẫn này, tutorial này, khi mà họ hướng dẫn chúng ta tạo ra cái màu đó thì họ sẽ cung cấp cho chúng ta các tham số màu để làm sao chúng ta pha được cái màu ra cho nó chuẩn. Thế và đặc biệt là đối với cái ô màu mà chúng ta thấy có mấy chữ CMYK đây thì cái phần này nó là cái màu dành cho in ấn, và khi mà chúng ta làm một cái thiết kế nào đó mà liên quan tới để in ấn. Ở đây thì tôi cũng xin nói thêm, in ấn thì có nhiều dạng in ấn, nhưng mà cái màu mà CMYK là dành cho in ấn offset, in bằng máy in công nghiệp, thì lúc đó chúng ta cần phải làm việc theo tham số màu, chứ đừng nhìn vào cái màu trên màn hình này. Màu trên màn hình không chính xác tuyệt đối đâu. Đấy, cho nên là khi in ra nó có thể nó sẽ sai lệch so với những gì chúng ta nhìn thấy trên màn hình đó. Cho nên nếu như các bạn sau này mà có làm cái gì đó mà liên quan tới phần in ấn thì tốt nhất là nên nhập tham số vào đây. Thế còn là màu hậu cảnh thì sao? Màu hậu cảnh thì các bạn bấm vào ô hậu cảnh thôi. Nó cũng sẽ lại mở ra một cái cửa sổ Color Picker.
trông thì nó giống hệt nhau, cho nên luôn luôn nó cũng sẽ phải có một cái đóng mở ngoặc ở đấy để nó giải thích cho chúng ta là đang lấy cho màu nào. Thế và bạn chọn không ưng màu đỏ đấy chẳng hạn, bạn thích màu xanh thì ở cái giải màu bên cạnh này các bạn bấm vào chuyển sang khu vực xanh, và sau đó thì lại kích chọn một cái màu ở đây, nhấp OK thì nó sẽ đưa màu vào. Như vậy là chúng ta đã biết hai cái khái niệm gọi là thế nào gọi là tiền cảnh foreground, thế nào gọi là hậu cảnh background. Và nếu như các trường hợp mà các bạn muốn trả nó về giống như mặc định thì các bạn sẽ có một cái lệnh như thế này, đó là nhìn ở phía dưới góc dưới bên trái của hai hộp màu tiền cảnh và hậu cảnh thì chúng ta có một cái nút lệnh nhỏ nhỏ ở đây, nó gọi là default foreground and background color. Khi chúng ta bấm vào đây thì nó khôi phục cái trạng thái hai màu tiền cảnh và hậu cảnh về nguyên bản như ban đầu, tức là trên là đen dưới là trắng. Thế đôi lúc chúng ta cần có cái thao tác là muốn chuyển đổi nhanh giữa hai màu này thì các bạn có thể bấm vào mũi tên ở phía góc trên bên phải này, thì nó sẽ khi bấm vào mũi tên hai đầu này thì nó hoán chuyển nhanh giữa hai cái giá trị của màu tiền cảnh và hậu cảnh. Như vậy là chúng ta đã giải thích sơ bộ về cái khái niệm tiền cảnh hậu cảnh để làm sao chúng ta sử dụng được ở trong menu Edit Film này. Bây giờ như thế này thì chúng ta sẽ thấy rất nhanh. Nếu tôi chọn foreground color có nghĩa là nó sẽ lấy màu hiện có ở trong ô foreground color để tô vào layer hoặc là tô vào trong vùng chọn. Ở đây tôi không có vùng chọn thì đương nhiên là nó sẽ tô toàn bộ cái layer này rồi, đúng không? Tiếp nữa, film background thì đương nhiên là nó lấy màu ở ô background hiện trạng, đó là màu trắng, thì chúng ta sẽ nhìn thấy như thế này. Còn nếu tôi không ưng màu nào giữa màu tiền cảnh và màu hậu cảnh thì tôi sẽ chọn color, thì lúc này cái hộp thoại color picker lại mở ra đấy, và nó chỉ ghi là film color thôi, có nghĩa là lấy màu để tô và không liên quan đến hậu cảnh hay tiền cảnh cả, chỉ áp dụng cho cái lần tô này thôi, thì nó sẽ tô cái màu mà chúng ta chỉ định. Màu tiền cảnh vẫn y nguyên, màu hậu cảnh vẫn y nguyên như ban đầu. Thế còn đối với các lệnh ở phía dưới này thì nó lại càng đơn giản hơn. Đó, đó là black là đương nhiên là đen rồi, white là trắng rồi, và gray 50% là nửa đen nửa trắng tạo thành cái màu xám 50%. Thế đến đây thì sáu cái lệnh này nó tương đối là đơn giản, chúng ta đã giải quyết xong. Thế mà chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái nhóm lệnh này. Tuy nhiên chúng ta sẽ giới thiệu hai cái này trước, pattern và history, tại vì hiện tại nó đang khả dụng. Thế còn cuối cùng sau khi mà giải quyết xong cái pattern và history, chúng ta sẽ nói tiếp tới cái lệnh không khả dụng này và vì sao mà nó không khả dụng, nó dùng như thế nào. Đầu tiên chúng ta nói đến pattern. Pattern là như thế nào? Pattern là một cái cách tô nhưng mà nó không sử dụng cái mẫu màu như bình thường, mà nó sẽ sử dụng những cái mẫu tô được cho sẵn. Mẫu tô đó nó có thể là một cái tập hợp của các cái điểm ảnh nào đó, và nó dùng cái đó để phủ kín cái diện tích mà chúng ta yêu cầu tô. Để dễ tưởng tượng thì các bạn cứ hình dung như là cái gạch lát sàn, gạch lát sân ấy. Mỗi một cái mẫu pattern nó sẽ như là một viên gạch, và bằng cách là chúng ta đặt liên tiếp các viên gạch giống nhau cho tới khi nào kín được một căn phòng hay kín được một cái sân, thì đấy chính là cái kiểu tô của pattern. Và để chọn lựa thì chúng ta chọn ở phần content này là chúng ta chọn pattern. Sau đó thì phần custom pattern, các bạn sổ lấy sách này ra, các bạn sẽ nhìn thấy một số mẫu tô ở đây. Bằng cách chọn vào một mẫu tô nào đó để chọn nó, sau đó nhấn OK thì các bạn sẽ thấy là nó sử dụng một mẫu tô lặp đi lặp lại cho tới khi tô kín được cái hình này thì thôi. Không thích hình này, chúng ta sẽ sử dụng hình khác bằng cách lại sổ danh sách ra và chọn một mẫu khác. Thì đấy là kiểu mẫu tô pattern. Ở đây thì nó không phải là mẫu mặc định. Tôi sẽ lại phải giới thiệu lại các bạn một chút cái này. Mặc định nó sẽ là thế này. Đây. Chúng ta có một số các cái mẫu. Đó. Ví dụ nếu như mà chúng ta chọn hết những cái đống này rồi mà chúng ta thấy là nó không giống như chúng ta mong muốn thì các bạn có thể sử dụng thư viện. Thư viện thì nó lấy ở đâu ra? Thư viện thì khi sổ cái này ra để lựa chọn,
Nếu không chọn được bất cứ cái nào mà các bạn cảm thấy ưng ý thì các bạn sẽ bấm vào cái biểu tượng cái bánh xe nhỏ ở đây. Nó sẽ mở ra một cái menu ngữ cảnh và chúng ta sẽ tìm thấy các thư viện nằm ở phần cuối này, từ đáy này lên cho tới cái vạch ngăn cách này. Đây là các thư viện mẫu pattern mà Photoshop cung cấp cho chúng ta, và nó cũng đã được sắp xếp theo các chủ đề để cho chúng ta dễ lựa chọn. Ví dụ như là tôi tìm thử một cái mẫu là nature pattern chẳng hạn, là tôi muốn tìm kiếm một cái gì đó mà có tính chất thiên nhiên. Khi tôi ra lệnh thì nó sẽ hỏi các bạn để các bạn lựa chọn. Có mấy lựa chọn như sau. Nếu các bạn nhấn vào nút đầu tiên OK thì có nghĩa là nó sẽ thay thế toàn bộ những cái gì đang có ở trong thư viện mà chúng ta đang sử dụng này bằng những cái mẫu mới mà chúng ta lấy từ thư viện mới ra. Cancel thì thôi, không thay, không thế gì nữa. Và cuối cùng cái phần append này thì nó sẽ giúp chúng ta là giữ nguyên lại những cái mẫu hiện đang có, đồng thời đưa thêm những cái mẫu mới ở trong thư viện mà chúng ta lựa chọn vào. Này, nếu tôi OK thì nó sẽ thay thế hoàn toàn những cái hiện có. Ví dụ tôi bấm vào đây, chúng ta đang lấy một cái thư viện mới rồi và chúng ta có một cái mẫu tô, đó là mẫu tô bằng các cái loại hoa tím như thế này đó. Không thích cái này, tôi lại chọn một loại hoa khác đó. Hoặc là một chất liệu nào đó nó khác biệt đi nữa thì tôi lại dở cái thư viện này ra, tôi chọn một thư viện mới đó, texture fill chẳng hạn. Đấy thì nó cho chúng ta những cái bề mặt nó mô phỏng các cái loại dạng chất liệu, thì các bạn có thể gọi những cái này. Thế ngoài ra thì các bạn còn có hai phương pháp khác nữa, bởi vì dù sao thì cái số lượng mà Photoshop nó cung cấp cho các bạn nó cũng là một cái số lượng giới hạn thôi, và khi mà các bạn làm tổ hết rồi mà các bạn vẫn muốn có những cái chất liệu khác nữa thì chúng ta sẽ phải tìm kiếm các nguồn khác nhau. Nguồn thì có hai đường. Một là các bạn sẽ tìm kiếm ở trên Google. Đấy. Vào Google các bạn gõ cái từ khóa là Photoshop button. Đấy. Thì nó sẽ liệt kê cho các bạn và các bạn muốn tìm cái gì thì các bạn tải nó về. Thế tải nó về rồi thì dùng như thế nào? Thì đây tôi hướng dẫn một chút. Các bạn là muốn tải một cái mẫu button thì các bạn là sẽ sử dụng cho tôi cái lệnh là lệnh load button. Đấy. Sau khi mà chọn lệnh load button thì các bạn sẽ phải chỉ cho nó tới cái chỗ mẫu button mà các bạn tải ở trên internet về đó. Nếu nó là một mẫu đơn luôn rồi thì có thể là nó có cái định dạng có cái đuôi là chấm path như thế này, còn nếu mà nó là một cái gói mà nó zip hoặc nó ra lại thì các bạn sẽ phải giải nén trước, sau đó thì các bạn mới truy vào trong để các bạn lấy những cái mẫu đó, và bằng cách là bấm chọn cái mẫu button mà các bạn đã tải về đó, sau đó nhấn lệnh load thì nó sẽ tải cái mẫu đó vào cho các bạn. Và tải vào thì nó tải vào đâu? Nó sẽ tải vào cái thư viện hiện tại mà chúng ta đang sử dụng. Đấy. Và nó sẽ nằm ở cuối. Nó sẽ nằm ở cuối của cái số lượng mẫu này. Bây giờ tôi bấm chọn một mẫu, nhấp OK thì đây. Các bạn nhìn thấy là tôi đã có một cái mẫu mới này. Mẫu khác nữa này. Đó. Như vậy là tôi đã hướng dẫn thêm một cách nữa, đó là tải từ trên mạng xuống và sau đó thì chúng ta load nó vào trong Photoshop để chúng ta sử dụng những cái mẫu mới lấy về ở trên mạng. Thế còn một cách khác nữa là chính tự tay các bạn sẽ tạo ra cái mẫu pattern của mình. Nguyên tắc pattern thì các bạn biết rồi, nó chỉ là các điểm ảnh thôi. Vậy thì bây giờ tôi hãy mở lấy một cái file ảnh nào đó. Đó. Ví dụ tôi lấy thử luôn chính cái này đi. Mở cái ảnh này đi. À, ảnh này thì hơi ít thứ để xem. Này, chúng ta mở thử cái start này đi. Đó, chẳng hạn như là tôi lấy nguyên cái này đi. Lấy nguyên cái hình ảnh con ốc anh Vũ này đi. Ví dụ thế. Thế thì tôi chỉ việc là vẽ ra. Tôi chỉ việc là vẽ ra một gì đấy ạ. Một vùng chọn. Vùng chọn này to hay nhỏ thì là do cái vùng ảnh chúng ta lấy nó to hay nhỏ thôi. Nhưng có một cái vấn đề mà các bạn cần phải quan tâm, đó là cái vùng chọn của các bạn tạo ra nó phải có dạng chữ nhật. Còn lý do thì các bạn biết rồi.
khi mà tôi đã mô tả là mẫu pattern nó tô theo kiểu lát gạch thì chúng ta cũng sẽ phải tạo ra những cái hình giống như viên gạch. Chỉ có gạch hình chữ nhật hoặc hình vuông thì lát nó mới kín được thôi, còn nếu không thì nó sẽ hở. Và do đó thì mẫu pattern các bạn cũng phải lấy bằng cái vùng chọn hình chữ nhật. Và sau khi tạo vùng chọn rồi thì chúng ta sẽ vào đâu để tạo ra cái mẫu pattern đó? Chúng ta sẽ vào menu edit. Trong menu edit các bạn tìm tới lệnh cho tôi, đó là lệnh define pattern. Đấy, tạo mẫu pattern. Sau khi chúng ta nhấn lệnh define pattern thì sẽ có một hộp thoại được mở ra. Đó. Và nó sẽ có một cái ô nhỏ này để cho chúng ta xem qua cái hình mẫu pattern của chúng ta. Phần name giúp các bạn có thể là đặt tên. Mặc định thì nó sẽ đặt tên là pattern 1, pattern 2, pattern 3 gì đó, tùy theo cái lần mà chúng ta tự mình tạo ra mẫu pattern. Không đặt tên thì nó sẽ tự đặt tên thay cho chúng ta là như thế. Còn nếu như mà chúng ta đặt tên thì chúng ta gõ cái mẫu ký tự vào như thế này và cuối cùng thì nhấp OK. Và chúng ta như thế đã tạo xong chưa? Tạo xong rồi. Nó nằm đâu? Lại giống như cái mẫu được đưa vào thôi, đó là nằm ở trong thư viện hiện tại và nằm ở vị trí cuối cùng. Đây, tôi nhấp chọn, nhấp OK thì nó sẽ tô vào. Nhưng nếu thế thì sẽ không có gì khác cả, đúng không? Tại vì vẫn hình đấy vẫn trong ở vùng chọn đó. Vậy thì bây giờ phải hủy bỏ cái vùng chọn đây đã. Đây, quay trở về bài này đi. File, Edit, Fill. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy nó sẽ lát gạch bằng cái hình này. Đây. Ở đây tạm thời chúng ta chưa nói tới vấn đề là nó đẹp hay nó xấu. Đấy. Mà nói về cái cách thức để tạo ra nó. Thế còn ứng dụng của pattern là gì? Ứng dụng của pattern là thông thường nó sử dụng để làm cái background, làm một cái nền về mặt có tính chất chất liệu, để sau đó thì chúng ta đặt những cái thứ khác lên. Ví dụ như chúng ta làm một cái bìa hay là làm một cái nền gì đó. Đấy. Thì chúng ta sẽ tùy vào cái tính chất mà chúng ta sẽ chọn lựa chất liệu, đúng không? Tôi làm một cái quyển catalog mà giới thiệu về đồ gỗ chẳng hạn thì tôi sẽ chọn một cái mẫu quân gỗ, sau đó tôi sẽ tạo thành pattern và làm sao để cho nó lát giống như lát gỗ chẳng hạn. Đó. Thế nhưng mà để làm được như thế cho nó chuẩn thì chúng ta cũng phải làm đi làm lại. Không phải là khó về mặt thao tác mà là khó về cái lựa chọn để làm sao đầu cái nọ thì nối tiếp vào đuôi cái kia để cho nó tạo thành cái liền mạch, nó không bị đứt đoạn ra. Như thế này chúng ta nhìn rất rõ là đứt ra, đúng không? Từ cái mảng nọ sang mảng kia nó không có tính chất nối liền. Đấy, cái khó của pattern là cái mắt chúng ta nó nhìn sao cho nó chuẩn, cắt ghép làm sao để cho cái mối mà nối từ cái mẫu pattern nọ sang mẫu pattern kia nó tránh bị cái tình trạng là cắt dán như thế này. Đấy. Thế còn mục tiêu thì đấy, tôi nêu rất rõ ràng, nó thường là để tạo ra một cái nền mang tính chất liệu, sau đó chúng ta sẽ trình bày cái thứ khác lên phía trên. Đấy, còn chất liệu gì thì tùy thuộc vào cái mục tiêu mà chúng ta làm. Ở đây thì chúng ta cũng không thể nói rõ rằng là cái nền thường là dạng gì, tại vì trong thiết kế thì nó vô cùng lắm. Đấy. Như vậy là chúng ta đã làm quen thêm được một cái kiểu tô nữa, đó là kiểu tô pattern. Thì bạn sẽ lại phải chọn ngay từ lúc đầu tiên thôi. Tôi lấy ví dụ thế này, đúng không? Đây, lấy này. Bây giờ chẳng hạn như Ctrl G đi, đúng không? Nhân bản lên rồi, Ctrl T như vừa nãy chúng ta nói. Ctrl T là gì? Free Transform, đúng không? Thu lại đến đây, bây giờ tôi chọn như thế này. Đây, giữ Ctrl click vào đây để tạo lên vùng chọn này. Vấn đề nó thuộc về kích thước cái lúc đầu tiên mà chúng ta chọn. Đấy. Chúng ta muốn nó to hay nó nhỏ thì chúng ta phải tự cái điều chỉnh kích thước đó. Nào, bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu tiếp một cái lệnh tô nữa ở trong phim. Sau cái lệnh tô pattern thì chúng ta có một lệnh tô, nó gọi là lệnh tô history. Đây là cái khái niệm gì? History là gì ạ? Lịch sử thì có nghĩa là chúng ta đang nói về một khái niệm là nhìn lại một quãng thời gian từ một thời điểm nào đó về phía trước, đúng không? Về phía trước thời điểm đó. Thế thì phim history nó sẽ là giúp chúng ta làm cái việc gì? Thì giống như là chúng ta vừa nói đó,
quay trở lại một quãng thời gian về phía trước. Ví dụ bây giờ tôi tô bằng lệnh history đó, thì các bạn nhìn thấy cái gì ạ? Nền trắng. Nền trắng là trạng thái như nào? Là trạng thái vừa mới mở ra, chưa làm gì cả. Thế thì có nghĩa là chúng ta đang lùi cái thời điểm từ hiện trạng về cái lúc mà tài liệu vừa được mở ra, vừa được tạo ra đó. Thế thì bây giờ chúng ta lại nói về một cái khái niệm như thế này. Trong các cái thao tác mà làm việc trên máy tính thì có một thao tác ai cũng làm rất nhiều, bất kể là nghề gì, bất kể là việc gì, bất kể mục tiêu gì, đó là thao tác undo hay là Ctrl Z đó. Khi tôi làm sai một việc gì đó thì tôi sẽ nhấn Ctrl Z để tôi lui trở lại cái bước trước đó, để tôi bỏ cái bước mà tôi làm sai và cái bước mà tôi làm cảm thấy là không hài lòng đi. Thế thì Photoshop cũng có cái việc đó, cũng có cái thao tác đó, và chúng ta sẽ nhấn Ctrl Z để mà undo lại. Nhưng ở đây thì thứ nhất là nó có mấy cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý. Ctrl Z lần đầu thì là undo, nhưng Ctrl Z lại lần nữa thì nó lại là redo, nó lật đi lật lại, lật đi lật lại, nó chỉ ở một bước trước và sau, trước và sau thế này thôi đấy. Còn nếu mà các bạn muốn làm nhiều bước thì các bạn sẽ phải nhấn thêm phím nữa là Ctrl Alt Z để lùi nhiều bước, hoặc là tiến lại ngược lại nhiều bước thì Ctrl Shift Z. Cứ mỗi một lần như thế thì nó lại tiến hoặc lùi vài. Thế thì lệnh đó nó cũng sẽ xử lý giống như là các cái công cụ khác thôi, nhưng ở đây thì nó có một cái vấn đề là Photoshop nó mặc định, nó chỉ đặt giới hạn cho các bạn là 20 lần undo mà thôi. 20 lần undo vì sao? Vì khác với lại các chương trình khác thì Photoshop nó quản lý các cái đối tượng mà chúng ta đang làm việc trên cơ sở cái số pixel đấy. Ngoài số lượng pixel ra đã là một con số tương đối lớn rồi, mà nó lại còn phải quản thêm là pixel này có màu gì, pixel kia có màu gì. Cho nên cái dung lượng bộ nhớ mà nó bỏ ra để nó nhớ trạng thái cho từng lần làm việc là rất là lớn. Do đó nếu như mà nó lưu giữ các cái trạng thái đó quá nhiều để cho phép chúng ta undo nhiều lần, thì nó sẽ có nguy cơ là bộ nhớ đệm, tức là RAM mà chúng ta sử dụng đó, nó sẽ bị chiếm dụng hết và không còn đủ cái RAM để chúng ta làm việc nữa. Do đó Photoshop phải đặt ra một cơ chế là giới hạn tự động trong vòng 20 bước undo mà thôi. Nếu như các bạn làm 20 bước thì các bạn có thể lùi lại từng bước và xem lại cái quá trình mình làm. Nhưng nếu các bạn đã làm sang đến bước thứ 21, 22, 23, 24, 25 gì đó thì sẽ có một số bước nào đó các bạn không thể quay về được nữa, do nó đã bị tự động xóa đi. Tất nhiên chúng ta có thể đặt cho nó nhiều lần lên nữa, nhưng mà như thế có nghĩa là nó sẽ chiếm dụng nhiều bộ nhớ và nó sẽ làm tốc độ làm việc tổng nó chậm đi. Tuy nhiên nếu các bạn can thiệp thì trên cơ sở máy của mình mạnh này và RAM nhiều một chút thì các bạn có quyền là đặt thêm. Muốn đặt thì các bạn đặt vào đâu? Vào trong menu edit, vào trong phần preference, các bạn có thể, hoặc là các bạn nhấn luôn cái phím tắt là Ctrl K thì nó sẽ mở cái hộp thoại ra. Hộp thoại này nó sẽ cho phép chúng ta can thiệp vào một số các cái thiết lập ở trong Photoshop. Ví dụ như là chúng ta tìm xem nào, ví dụ như interface chẳng hạn, giao diện mới này thì chúng ta nhìn thấy đang là tương đối sẫm đúng không? Tôi có thể chuyển đổi này, đen này, hơi sẫm một tí này, xám này, xám trắng này, vân vân. Các bạn có thể sử dụng các cái chế độ hiển thị khác nhau để các bạn thiết lập cái giao diện Photoshop cho nó vừa mắt mình. Đấy. Ví dụ như thế không được, không thêm được màu, nó chỉ có thể là từ sáng đến sẫm thôi, chúng ta không thay đổi màu cho nó được. Rồi ví dụ như là chúng ta có thể là điều chỉnh một số thứ, nhưng mà thôi, bây giờ chúng ta nói về cái phần undo đúng không? Thì nó sẽ nằm ở cái phần lệnh là đây, nằm ở phần performance. Khi mà các bạn nhấn vào cái thẻ performance ở bên phía trái này thì các bạn sẽ nhìn thấy các cái tham số mà nó đang ghi chú cho phần sử dụng bộ nhớ đây.
Ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là available RAM này thì hiện tại của tôi đang là 7012 MB. Đó, đây là tôi đang thiết lập cho nó chiếm dụng độ khoảng 60% RAM tổng để chạy cái phần Photoshop này. Và đây này, cái mà chúng ta đang nói đó là phần History Step này. Trạng thái History thì nó đang để cho chúng ta là 20 bước. Nếu mà các bạn muốn, các bạn hoàn toàn có quyền là bấm sổ cái này ra, các bạn kéo con trượt, hoặc là các bạn bôi đen, các bạn gõ một con số lớn hơn vào đây. Đấy. Nhưng mà hãy nhớ rằng là như thế có nghĩa là nó sẽ chiếm dụng bộ nhớ nhiều hơn và máy sẽ có nguy cơ là chạy chậm hơn đấy. Thế thì sau khi mà thiết lập xong thì nhấp OK để các bạn là xác nhận cái sự thay đổi đó. À. Cái cấp độ bộ nhớ nói chung là không nên can thiệp quá sâu vào những cái phần này, nó sẽ chiếm dụng và nó làm lung tung hết đấy. Chỉ cần là tăng hay giảm nước ở phía trên thôi, đừng can thiệp sâu vào, tại vì nó can thiệp cái đấy là những cái phần cách ở trên bộ nhớ, nó sẽ can thiệp sâu hơn. Không nên xài được cái này nhé. Các bạn chỉ can thiệp đến cái bước thôi nhé. Hoặc là các bạn muốn chạy nhanh hay chạy chậm thì các bạn xử lý bằng cách là tăng thêm dung lượng RAM khả dụng cho thằng Photoshop. Đấy. Lúc này thì nó sẽ hạn chế bớt các cái phần mềm khác sử dụng RAM đi để nó share cho cái thằng này. Đấy, để đẩy nhanh tốc độ lên nếu mà các bạn cảm thấy là cái tốc độ làm việc của mình nó chậm. Thế nhưng mà cũng không nên là lấy cho nó nhiều quá nhá. Tối đa tôi nghĩ là cũng chỉ nên lấy được khoảng 70 thôi. Thường thì tôi vẫn để cho nó độ khoảng 60, dao động trong khoảng 60 thôi. Thì tôi cũng không thiết lập quá nhiều. Tại vì chúng ta làm việc cũng vẫn còn làm việc đa nhiệm mà. Nhưng ít khi mà chúng ta làm việc chỉ trên một cái phần mềm duy nhất. Thế sau khi mới thiết lập xong thì các bạn nhấp OK để mà các bạn là xử lý cái thông tin, thông số mà các bạn vừa mới đổi. Thế nhưng mà cái việc tăng hay giảm thì nó cũng chỉ giúp các bạn là giải quyết được là các bạn alu nhiều hơn thôi, đúng không? Nhưng trong cái quá trình mà alu đó thì tôi lại phân tích một tí là nó rất là khác biệt so với các thao tác mà chúng ta đang làm ở trong cái gõ văn bản chẳng hạn. Đấy, nếu như mà gõ văn bản thì các bạn biết là một số người ta gõ rất là nhanh, nhưng mà có sai một cái người ta biết ngay, người ta lập tức là người ta alu lại. Đấy, cảm giác tay rất là nhạy, họ chỉ cần có hơi có cảm giác sai một cái là họ dừng lại, họ kiểm tra và họ alu được ngay. Nhưng mà trong việc mà thiết kế thì nó sẽ có cái khác biệt rất là nhiều. Như thế nào là đẹp, như thế nào là được, như thế nào là đủ, rất khó có cái khái niệm đó ở trong thiết kế. Và khi chúng ta làm thì đến một lúc nào đó chúng ta bảo ừ, có vẻ được rồi nhỉ, nhưng mà có bao giờ dừng lại không? Có lẽ là không. Bao giờ mọi người chỉ nhìn ngắm một lúc, sau đó thì lại xem, lại loay hoay bảo có thể làm tốt hơn thế này được không, có thể làm khác hơn thế này được không, và lại hì hụi làm thử. Nhưng nó lại có một cái vấn đề rất là nguy hiểm là gì? Có thể cái cảm giác vừa rồi của các bạn là cảm giác đúng rồi đấy, như thế này là tương đối hoàn hảo rồi đấy. Nhưng vì là bản chất của thiết kế là luôn luôn tìm cái tốt đẹp hơn nữa, hoàn hảo hơn nữa, và do đó chúng ta sẽ không dừng lại và chúng ta làm. Mà làm thì sẽ rất khó có cái đoạn là đếm đếm là tôi làm bao nhiêu bước, và sẽ có rất có khả năng là các bạn sẽ làm quá đi 20 bước để có thể lùi lại. Và kết quả là không phải lúc nào cũng sẽ tốt hơn, đôi khi càng thử thì lại càng nát. Thế đến lúc đấy thì thôi, vậy thì chúng ta undo lại để chúng ta lấy cái vừa rồi đi. Nhưng mà undo mãi chả thấy đâu cả, tại vì làm quá 20 bước và cái trạng thái mà hoàn hảo, tương đối hoàn hảo vừa rồi đã bị những cái thao tác về sau nó lấp đi mất rồi. Đấy. Thế là thôi. Thế thì cái việc mà tăng tăng cái bước undo lên thì nó sẽ giúp cho các bạn có quyền là undo nhiều hơn, nhưng đấy không phải là phương pháp. Thế bây giờ tôi sẽ lại trao đổi như thế này. Ngoài cái chuyện là hạn chế về số lượng lần có thể undo thì nó lại còn bị một cái trạng thái như thế này, rất khó chịu. Chúng ta làm rất nhiều bước, nhưng sẽ có những bước thực sự là lỗi, có những bước thì nửa ưng nửa không, có những bước thì ưng. Thế thì bây giờ không thể nào đánh giá ngay được đâu, trong cái quá trình làm thì không thể đánh giá được ngay,
mà chúng ta sẽ thường thường là làm đến một lúc nào đó rồi chúng ta mới dừng lại, chúng ta nhìn nhận lại toàn bộ xem là nó đã hợp lý chưa, có chỗ nào cần phải sửa không. Và đôi khi chúng ta sẽ phát hiện ra một bước nào đó, một thao tác nào đó làm không được ổn thỏa lắm và chúng ta muốn bỏ cái bước đó đi. Nhưng bước đó không may nó lại nằm ở một cái đoạn mà nó lưng chừng thì nó sẽ dẫn tới một cái vấn đề rất khó chịu. Tôi lấy ví dụ mình làm 10 bước, thế nhưng bước thứ 5 mình làm một thao tác gì đó mà không ưng. Nhưng tôi cũng không để ý được cái đấy lắm. Tôi làm đến tận bước thứ 10 cơ. Làm đến bước thứ 10 tôi mới dừng lại để tôi nhìn tổng quát. Và cuối cùng tôi rất khó chịu bởi cái bước thứ 5 tôi làm. Thế bây giờ nếu như theo cái logic thông thường, chúng ta sẽ undo, 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 quay về bước 4 để bỏ bước 5 đi. Nhưng như thế thì nó lại dẫn tới vấn đề là bước 6, 7, 8, 9, 10 là những cái bước mà ổn thỏa cũng sẽ bị mất đi. Vì một bước thứ 5 không ổn mà tôi lại mất đi những cái thao tác, những công sức tôi đã làm ở bước thứ 6, 7, 8, 9, 10. Thì đấy là một cái là không chấp nhận được. Đó. Bỏ đi một thứ nhưng đồng thời lại phải kèm theo nó lại bỏ đi 5, 6 thứ khác nữa. 5, 6 bước khác nữa. Đấy là cái điều mà rất là phung phí về mặt thời gian cũng như là công sức. Do đó thì tôi chỉ muốn là giải quyết dứt điểm là chỉ bỏ bước thứ 5, không liên quan gì đến các bước khác cả. Thì lúc đấy thì nó sẽ xử lý như thế nào? Thì việc này thì nó sẽ được thực hiện như sau. Các bạn vào trong menu Windows và các bạn tìm tới cho tôi một cái lệnh gọi là lệnh History. Khi tôi nhấn lệnh History này thì nó sẽ có một cái panel tên cùng tên là History nó mở ra. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy có một số thông số như sau. Thứ nhất là tên của cái tài liệu mà chúng ta đang mở và cái trạng thái lúc ban đầu của nó. Đấy, trạng thái ban đầu thì có hai trạng thái. Một trạng thái là một cái gì đó trắng tinh, coi như vừa mở vừa tạo tài liệu ra. Đấy, và một trạng thái nữa là một cái ảnh gì đó vừa open ra, nguyên bản nó thế nào thì nó sẽ là như thế. Thế và đây, các bạn nhìn ở đây thì các bạn nhìn thấy rất rất nhiều các bước đã được tạo ra đây. Đúng không? Đủ 20 bước. Đấy chính là 20 bước mà tôi đã làm trước đó. Bây giờ thay vì là Ctrl Alt Z thì tôi có thể đây bấm bấm mỗi một lần mà tôi bấm lùi như thế này thì đấy chính là một lần gì đây, tương ứng với cái lệnh Ctrl Alt Z để tôi lùi lại. Còn nếu mà tôi tiến lên đây thì nó sẽ tương đương với lại Ctrl Shift Z. Và các bạn nhìn thấy rất rõ ràng là tôi đang tiến hay lùi trong vòng 20 bước đã được ghi lại ở trong quy định của Photoshop. Đó. Thế thì bây giờ ví dụ như là tôi muốn lùi về bước này, thế thì làm như thế nào? Đúng không? Ở đây chúng ta sẽ thử nghiệm như thế này nhé. Ví dụ như là tôi sử dụng cái bút đi. Đánh dấu để cho chúng ta nhìn thật rất rõ là các cái thao tác mà chúng ta làm như thế nào nhé. Ví dụ một bước này, hai bước này, ba bước này, bốn bước này, năm này, sáu này, bảy này, tám này, chín này, đó, 10, ví dụ 10 bước. Bây giờ bước thứ 5 này tôi không ngừng. Đúng không? Bước thứ 5 này tôi không ngừng. Thì tôi muốn xử lý nó thì tôi sẽ xử lý bằng cách là tay mạnh nó ra. Edit Fill. Và tôi chọn History. Nhưng bây giờ vấn đề là History về đâu? Về thời điểm nào? Đấy, ví dụ History thông thường thì nó sẽ đưa tôi về cái trạng thái là History đầu tiên, có nghĩa là khi vừa mở hoặc vừa tạo tài liệu ra nó như thế nào thì nó đưa về như thế. Cái tài liệu này là do tôi tạo ra cho nên là bước đầu tiên nó sẽ là nền trắng. Thế nhưng tôi muốn là gì đây? Bỏ cái gì ạ? Bỏ cái số 5 mà tôi vừa mới làm đi, nhưng mà tôi vẫn còn được cái nền mà tôi bắt đầu này, đúng không? Thế bây giờ tôi lại phải xem là history về đến thời điểm nào. Là chúng ta lại phải xem lại. Mở history, đúng không? Và bây giờ tôi phải thử nghiệm xem là cái bước nào là cái bước mà chúng ta xử lý. Đây, ví dụ đây. Tôi về đến bước này chẳng hạn. Đây, đánh dấu. Được chưa? Bây giờ tôi mới
thực hiện này, fill này, history này. Đấy. Thì các bạn thấy là cái thao tác cái vùng xử lý ảnh mà tôi làm ở bước 5 đó đã bị bỏ đi, vẫn duy trì được cái trạng thái gì ạ, cái nền như thế. Tại vì tôi đánh dấu ở đâu thì nó sẽ khôi phục trạng thái về cái điểm đó. Đây, ví dụ về đến điểm này thì đều là cái nền đó cả. Nhưng về đến một cái điểm khác thì có thể là nó sẽ là cái thao tác nền khác. Đây, nếu như là tôi tô đây này, nếu gốc là nó về đến đây, đây. Gốc thì nó về 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 đến đây cơ. Edit này, pin này, history, đấy, về đèn trắng. Thế thì cái thao tác này nó sẽ giúp chúng ta là tiết kiệm được cái công sức bằng cách là bảo vệ những cái bước đã làm rồi. Đấy, thay vì việc là undo và bỏ qua rất là nhiều bước mà hài lòng, để bỏ đi một bước không hài lòng, thì tôi có thể cô lập một cái vùng nào đó để tôi xử lý nó về một thời điểm do tôi chỉ định. Đấy. Cái này thì nó cũng đã tiện rồi, nhưng mà dù sao đi nữa thì nó cũng sẽ vẫn bị giới hạn, vẫn bị bó ở trong giới hạn là 20 bước nào đó. Đấy. Giờ, do đó thì bây giờ chúng ta sẽ lại phải tìm hiểu có một cách nào nữa để đảm bảo rằng là chúng ta làm việc cũng tương đối là thoải mái mà lại không bị gò bó bởi 20 bước hay 30 bước thiết lập đó không. Thì chúng ta sẽ có một số hỗ trợ như sau. Các bạn quan sát, các bạn hoàn toàn có thể bỏ một bước nào đó trong history được bằng cách là nhấp vào nó và các bạn bấm vào thùng rác. Đấy, thì nó sẽ bỏ bước history đó đi. Và tất nhiên bỏ đi rồi thì không khôi phục được về cái bước đó nữa. Thế nhưng mà ở đây chúng ta còn có hai cái icon tương đối là quan trọng. Đó là cái hình máy ảnh và một cái hình trang giấy trắng có thêm dấu cộng. Hình máy ảnh này gọi là snapshot. Snapshot dịch nôm na là một cú chụp thật là nhanh, đúng không? Thì nó sẽ làm cái gì? Nó làm vấn đề là chụp lại một khoảnh khắc nào đó ở trong cái quá trình các bạn làm. Thực ra nó sẽ là cái này. Nó sẽ là cái khu vực nằm trên này. 20 bước phía dưới này thì có thể luân chuyển và thay thế nhau, nhưng snapshot thì là thứ mà sẽ không bị thay đổi. Tôi lấy ví dụ đây, tôi chụp nha, snapshot xong. Bây giờ tôi đã tạo ra được một snapshot rồi. Bây giờ tôi làm thêm rất nhiều bước nữa. Bây giờ tôi làm độ khoảng 20 bước đi nha, để cho nó thay thế hẳn đi, hoặc là 30 bước đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 bước rồi, đúng không? Vậy thì chắc chắn không thể nào mà quay về được cái trạng thái lúc vừa nãy nữa. Nếu như chúng ta undo theo cái history vừa rồi, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ tôi lại vẫn lui về được. Vì sao? Vì tôi đã tạo ra một snapshot, tôi ghi lại một trạng thái nào đó rồi. Bấm vào snapshot, đây các bạn thấy, lại quay về đúng cái bước vừa nãy. Như vậy thì nó sẽ giúp cho các bạn giải quyết được vấn đề. Nếu như đến một lúc nào đó mà các bạn cảm thấy là ừ, có vẻ dừng được ở đây rồi đấy, thì tốt nhất các bạn nên chụp lại cho tôi một cái snapshot. Rồi nếu mà lúc đấy có tham lam mà muốn tìm thêm một cái gì đó thì chụp xong rồi, một snapshot rồi, thì các bạn cứ làm tiếp đi. Đấy, trong quá trình làm mà cứ đến cái đoạn nào mà các bạn cảm thấy ừ, có vẻ như cái thời điểm này đường được, thì các bạn lại chụp thêm cho tôi một cái snapshot. Thế thì sau đó thì các bạn cứ làm thoải mái đi. Các bạn chụp được những cái trạng thái mà các bạn cho rằng là tạm ưng ý, thì như thế là công lao các bạn làm đến đó là nó vẫn được giữ lại ở những cái snapshot, vì snapshot nó không bị tự động xóa đi. Đấy, thì sau đó thì các bạn có độ khoảng 3 cái snapshot, thì các bạn có thể bấm vào từng cái, các bạn xem lại, các bạn so sánh xem dừng ở đâu là vừa, và cuối cùng các bạn sẽ lấy quyết định lấy cái thời điểm đó. Đấy. Và cái bên cạnh này thì là gì? Cái bên cạnh này là nút lệnh create new document from current state, tức là nó sẽ tạo ra một tài liệu mới ở cái trạng thái hiện tại của tài liệu này và không liên quan đến cái tài liệu này nữa. Đây, ví dụ tạo tài liệu mới này. Đấy, các
các bạn sẽ thấy đây là nó xuất thẳng cái snapshot này ra thành một cái tài liệu bên ngoài. Hai thằng này giống nhau không? Hai thằng này giống nhau. Chỉ có điều là cái tài liệu này nó chỉ có một trạng thái, chỉ có một layer, không có thể mà bóc tách được, tức là nó bảo lưu cho chúng ta cái kết quả thị giác thôi, còn nó không làm ra nhiều layer, nó cũng không undo redo gì được nữa. Nhưng nó đảm bảo rằng là nếu như cái bước này là cái bước mà các bạn cảm thấy tạm hài lòng rồi thì chắc chắn là các bạn sẽ còn lưu giữ được cái này. Cứ quay về đây mà xử lý đi, làm tiếp đi, thử nghiệm tiếp đi, ok, không sao cả. Tại vì nếu có muốn quay lại thì nó đã có một cái tài liệu rời ra bên ngoài rồi, không ảnh hưởng, không rơi dính gì nữa. Đấy, thì đấy là cái lệnh là fill là history. Đấy, nó giúp chúng ta linh hoạt hơn trong cái quá trình là làm việc, lưu giữ lại những khoảnh khắc chúng ta cần lưu giữ hoặc là lùi lại tại một khoảnh khắc mà do chúng ta chỉ định. Đấy, thì đấy là cái lệnh to history. Thế còn cái cuối cùng là cái content away. À, content away thì bây giờ tôi mở ra các bạn lại nhìn thấy là nó khả dụng rồi, nó không phải xám xám nữa mà bây giờ nó đen rồi. Vậy thì vì sao nhỉ? Có cái gì khác ở đây so với vừa nãy? Nó có vùng chọn. Ở đây là nó có vùng chọn. Nếu không có vùng chọn thì chúng ta sẽ không thể nào sử dụng được cái lệnh content away này. Mục tiêu của content away này là gì? Mục tiêu của content away là nó sẽ giúp chúng ta tô lấp vào một cái vùng chọn bằng những cái điểm ảnh được lựa chọn thông minh ở bốn phía xung quanh. Như nào? Ví dụ tôi có một cái ảnh chụp mà trong ảnh đó lại lạc vào một chi tiết nào đó, hoặc một con người nào đó, hoặc đồ vật nào đó mà tôi không mong muốn làm. Tôi sẽ vẽ cái vùng chọn xung quanh cái đối tượng đó và tôi sẽ sử dụng lệnh tô content away. Và máy sẽ tính toán giúp chúng ta để mà giải quyết, dập xóa nó đi một cách tốt nhất có thể. Thế dập như thế nào? Nó tô vào bằng cái gì? Nó sẽ lấy một ít điểm ảnh mẫu ở phía bên phải, ít ảnh điểm ảnh mẫu ở phía bên trái, một ít ở trên xuống, một ít ở dưới lên, để nó vun dần vào và nó sẽ lấp đầy cái vùng đó. Đấy. Ví dụ bây giờ tôi chọn content away này, ok, xem cái gì xảy ra nhé. Chúng ta có cái nền trông nó có vẻ là cũng ổn. Vì sao? Nó quan sát những cái mẫu ở xung quanh và nó lấy vào, nó lấp vào đấy. Đây, bây giờ chúng ta xem thử lại, tìm thử một cái mẫu khác được chưa nào. Chúng ta xem thử đây nha, lấy thử một cái hình ảnh này chẳng hạn. Đây, bây giờ các bạn thấy là chúng ta đang có một cái ảnh như thế này. Đó. Bây giờ tôi muốn xóa cái cô này đi, tôi sẽ sử dụng cái công cụ bất kỳ có thể tạo được cái vùng chọn đại loại như thế này. Sau đó thì tôi sẽ sử dụng lệnh edit fill content away, hình người biến mất. Lý do vì sao? Nó sẽ tính toán làm sao đấy để nó lấy một ít ở bên phải, một ít ở bên trái, nói tóm lại là cứ xung quanh cái này mỗi bên nó lấy vào một ít, vun vào một ít để làm sao nó dập được đi cái phần mà đối tượng ở giữa đấy. Nhưng mà không phải lúc nào cũng hoàn hảo nhé, có những trường hợp sẽ không dùng được nếu như nó dây dính vào những cái phần mà nó kế cận, mà nó có cái tính chất nó quá rõ ràng. Một cái tường mốc mốc như thế này, bây giờ lấy thêm một ít mốc hay thừa một ít mốc ở xung quanh, chả ai kêu và chả ai phát hiện ra được. Nhưng mà ví dụ như ở bên cạnh lại có một cái gì đó rất rõ ràng thì không dễ như thế. Đó, ví dụ bây giờ chúng ta tìm thử một cái khác đi. Cái này thì dễ này, ví dụ mọi người như thế này thì dễ, đúng không? Đây, xung quanh nó chỉ là bãi cỏ thôi, cỏ thì cũng rất khó để mà nói được là chỗ nào đúng chỗ nào sai, đúng không? Biến mất, ví dụ như thế. Nhưng mà ví dụ như bây giờ tôi lại có một cái hình như thế này, tìm thử xem nào. Đây chẳng hạn hình này, bây giờ tôi xóa người này đi, xóa được không? Thử nhá.
sẽ khó, bởi vì cái đoạn này, cái đoạn chất liệu ở trong, đoạn chất liệu ở ngoài này nó không đồng nhất, nó lại còn dây dính thêm một ít là cái nền ở dưới chân nữa, tức là khác nhau về mặt không gian đấy, ví dụ như vậy. Thì không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm hoàn hảo được, nó chỉ có tác dụng rất là mạnh mẽ trong trường hợp là chất liệu ở xung quanh nó tương đối đồng nhất, hoặc là nó không có những cái gì để mà người ta bấu víu vào đấy, người ta đánh giá hoặc là người ta so sánh cả. Một mặt nước có kêu được tại sao mặt nước chỗ nọ và mặt nước chỗ kia nó khác nhau không? Khó lắm, đúng không? Một cánh rừng, một bãi cỏ hay là một cái trời mây đều là những thứ vô thưởng vô phạt, không có hình dáng rõ ràng. Thì những trường hợp đó thì đây là một công cụ hoàn hảo luôn để giúp các bạn xử lý đấy. Nhưng mà những cái thứ như thế này thì chúng ta sẽ lại phải làm từ từ, không làm tổng ào một cái được, nên tất nhiên sẽ phải có nhiều cái phần công cụ nữa để hỗ trợ đấy. Còn làm nhanh thì chỉ có những cái trường hợp như thế này thôi, đó đấy, thì chúng ta có thể là xử lý nhanh đấy, vô thưởng vô phạt, rất ít cái dấu hiệu, những cái điểm mốc để mà chúng ta bấu víu vào đấy để chúng ta xem nó đúng hay nó sai. Thì đấy là cái công dụng và cái cách sử dụng của cái nhóm lệnh fill với 9 cái tùy chọn: foreground, background, color, container way, pattern, history, black, 50% gray và white. Đấy, và chúng ta biết thêm một số cái khái niệm về tô màu như thế nào, là tiền cảnh, hậu cảnh. À, ngoài ra thì tôi cũng nói thêm một tí như thế này, đó là chúng ta còn có một cái một số các cái thao tác tắt mà cũng nên biết, đó là lệnh tô. Thì bình thường ra chúng ta vẫn vào edit này là một thao tác này, đúng không? Hai thao tác này, hoặc là nếu mà nhanh hơn thì các bạn vẫn phải vào cái Shift F5 thì vẫn bấm một tổ hợp, sau đó lại còn phải sổ danh sách ra, còn chọn, còn làm thế nọ thế kia nữa thì các bạn mới có thể chọn lựa được cái màu các bạn cần tô. Do đó thì nó cũng mất tương đối nhiều thời gian. Chúng ta có thể là tăng cái tốc độ làm việc lên bằng cách là làm quen với một số lệnh tắt như thế này. Ví dụ tôi muốn tô màu tiền cảnh thì thay vì thực hiện một lố các thao tác như thế thì các bạn có thể sử dụng phím tắt là Alt Delete. Đó. Nào. Control Delete này là màu hậu cảnh này. Alt Delete mặc định của nó là cái màu tiền cảnh. Nhưng mà ở đây tôi cũng nhắc lại, trong một số các cái trường hợp là chúng ta sẽ bị dính hoặc là sẽ bị trùng một cái số lệnh nào đó, nếu mà các bạn chạy một lúc có thể nó không còn khả dụng nữa. Còn nếu mà đúng chuẩn nhé, đúng chuẩn thì khi mà lệnh tắt, phím tắt nó có hiệu lực hoặc là nó không bị xung với lại các cái phím tắt của các cái chương trình khác thì đấy, tô nhanh Alt Delete là thay thế cho cái lệnh tô màu tiền cảnh, màu foreground đấy. Control Delete là tô cho màu hậu cảnh. Như vậy là các bạn không phải dở lệnh ra, các bạn vẫn tô được. Cộng thêm một cái nữa là gì đấy ạ? Màu tô màu đen và tô màu trắng thì các bạn bất chấp, các bạn không cần quan tâm là cái ô này có phải đen hay trắng hay không, hoặc là các bạn bấm vào đây để reset nó về cái trạng thái mẫu ban đầu, hoặc các bạn có thể nhấn phím D nhé. Nhấn phím D trên bàn phím thì bất kể những cái này nó đang là màu gì, nó sẽ trả về cái trạng thái ban đầu là màu đen ở trên và màu trắng ở dưới, và như vậy là chúng ta có màu đen và trắng rồi đó. Đấy thì các bạn có thể sử dụng nhanh thêm các cái trường hợp tô tắt đấy, màu tiền cảnh, màu hậu cảnh và cái màu đen, màu trắng. Đấy là mấy cái mà các bạn có thể tô rất nhanh bằng cách là tô bằng phím tắt như thế. Tất nhiên với điều kiện như tôi vừa nói, không bị xung lệnh. Thì như vậy là chúng ta đã làm quen thêm những cái phần liên quan tới lệnh tô ở trong Photoshop. Và bây giờ thì các bạn dành một vài phút thử nghiệm, sau đó thì chúng ta sẽ nói tiếp sang phần tiếp theo.